Vâng, hello, chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của Hoàng Sáu TV. Và tiếp tục cập nhật một thông tin cực kỳ nóng quý vị ơi. Lại có một thông tin cực kỳ nóng đến từ gia đình của chị Hà rồi. Và ngày hôm nay em vừa nhận được cái thông tin là gia đình của chị Hà đang đi tìm tung tích của anh Khò Cám. Đó, và đây sẽ là một manh mối rất quan trọng. Và gia đình chị Hà có nói rằng ấy, là ai biết anh Khò Cám ở đâu thì xin liên hệ lại với gia đình của chị Hà, để cho gia đình ấy sẽ gọi anh Khò Cám này về để sẽ làm chứng cho vụ việc này. Bởi vì chúng ta cũng đã biết là trong vụ việc này thì không có ai biết cái sự thật nó là như thế nào cả, mà chỉ có duy nhất anh Khò Cám là cái người mà nói rằng ấy, là vụ việc này xảy ra vào ban đêm. Và thấy công an lên đó để khám hiện trường, và thấy anh Tuấn đi báo công an lúc 12 giờ đêm. Và cũng gia đình cũng nói rằng ấy, dù không biết cái tin này là anh Khò Cám này có nhìn thấy thật hay không, nhưng mà gia đình vẫn muốn là anh hãy cung cấp thông tin cho gia đình, cũng như là đứng ra để làm chứng. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là bây giờ chị Hà đâu có thể nói được nữa quý vị. Chị Hà không thể nào nói được nữa, bởi vì chị Hà đã ra đi mãi mãi rồi. Còn anh Khò Cám thì là một cái người mà gọi là duy nhất có thể biết được sự việc này. Nên là gia đình chị Hà ấy là hiện nay đang truy tìm. Đó, mong muốn anh Khò Cám sẽ có thể là nói ra hết sự thật, nếu như anh này biết một cái thông tin nào đó về cái vụ việc của chị Hà. Bởi vì em nói với tất cả mọi người rằng là ấy, ngay từ cái ban đầu, thì điểm ban đầu thì những cái người mà quay anh Khò Cám này lại là những cái người ủng hộ anh Tuấn Xà Lan. Cụ thể nhất có thể nói là như anh Nông Dân này, hay là Giác Chúng này, thì là những cái người mà quay anh Khò Cám đó. Nhưng mà không hiểu vì cái lý do gì đó mà sau này đó, những cái anh mà ủng hộ anh Tuấn này lại không có tìm anh Khò Cám để quay nữa, mà coi đây là một cái hành vi gì đó gọi là có thể đó là không có biết từ ban đầu. Bởi vì em nói với tất cả mọi người nhá, anh Khò Cám này là cái người đã nói lên sự việc trước khi mà những cái người mà ủng hộ anh Tuấn tiếp cận được anh Tuấn. Có nghĩa là khi mà anh Giác Chúng và anh Nông Dân chưa gặp được anh Tuấn thì đã gặp được anh Khò Cám này. Và theo lời phỏng vấn thì anh Khò Cám này có nói rằng ấy, là nhìn thấy là anh đi báo công an lúc 12 giờ đêm, và lúc đấy còn thấy xe du lịch của dì Năm, và cũng thấy công an lên đấy nhóc hết. Thì em không biết rằng ở đây ấy, là theo cái lời của gia đình có nói rằng là ấy, là có thể đây sẽ là một manh mối rất là quan trọng mà gia đình đã bỏ sót trong suốt một cái thời gian qua. Bởi vì là cũng có thông tin là anh Khò Cám này thì đã nghỉ ở đó rồi, và đã đi lên Bình Dương, Đồng Nai gì đó rồi, lên Sài Gòn gì đó để làm ăn rồi, và không có dám làm ở Khò Cám đó nữa. Thì bây giờ gia đình có nói rằng ấy, là bây giờ phải tìm cách để liên hệ với anh Khò Cám đó, để mong rằng anh có thể làm chứng cho gia đình, cũng như nếu như anh biết cái thông tin nào đó thì có thể là đứng ra để vạch mặt cái tập đoàn Xà Lan. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là bây giờ tất cả những cái thông tin nó đều là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì đã 5 tháng qua rồi, vụ việc của chị Hà vẫn chưa được sáng tỏ. Có nghĩa là bây giờ thì chúng ta vẫn chưa thể nào biết được rằng là cái vụ việc của chị Hà này là khi nào mới kết thúc. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là bây giờ chúng ta đâu có biết được, đâu có ai nhìn thấy đâu. Đó, chỉ có anh Khò Cám là cái người nói rằng ấy, là anh đã nhìn thấy đó là xe du lịch của dì Năm rồi xuống đấy nhóc hết trơn, rồi kiếm từ đêm đến sáng. Nhưng mà em cũng đang suy nghĩ như thế này quý vị. Và nếu như anh Khò Cám đó mà nhìn thấy một cái cách gọi là lộ liễu và rõ ràng như vậy, liệu có phải là cái đêm ngày hôm sau hay không? Đó, gia đình em cũng có hỏi về cái thông tin này về những cái người thân rồi, là người ta có nói rằng là bây giờ ấy, là chúng ta không thể nào biết cái thông tin là thật, thông tin nào là giả, và ai mới là cái người mà nhận ra sự việc này. Bởi vì em nói với mọi người rằng ấy, là gia đình ha, gia đình của tất cả, gọi là gia đình của chị Hà ấy, cùng với tất cả người dân của chúng ta đều mong muốn rằng là phải tìm ra cái sự thật. Bởi vì chị Hà đã nằm ở dòng sông đó 12 ngày. Không có cái lý do gì mà 12 ngày lại không có cái gì mà gọi là kéo đi, không có gì mà 12 ngày mà không trôi, không nổi lên, mà 12 ngày đó lại nằm ở đó mà không gọi là không bị cuốn đi. Thì tất cả chúng ta ở đây đều đưa ra một cái quan điểm là chắc chắn nó phải có cái gì đó neo và giữ ở đó. Cũng như em nói với tất cả mọi người rằng là đã theo dõi vụ việc này được 5 tháng rồi, nhưng mà nó không có kết quả, đúng không quý vị? Bởi vì ngay từ ban đầu chị Hà là được tìm thấy ở dòng sông Vàm Cống kia thì đã có cái sự gọi là nghi ngờ rất là cao về anh Tuấn. Bởi vì sao? Khi chị Hà mất đi, anh Tuấn đã không đưa chị Hà về để làm cái vấn đề là lo ta lễ cho chị Hà, mà lại là đưa Xà Lan đem đi sửa ngay, và gọi ngay ông Dự Chí và ông Dựng Mười là hai cái người mà đã đem Xà Lan nó đi sửa, dù lúc đó anh Tuấn đã về phường. Đó, và thêm cái thông tin đã nói mọi người ấy, là gia đình bây giờ ấy, là nhận được rất nhiều cái nguồn thông tin rồi, nhưng mà gia đình vẫn muốn tìm anh Khò Cám. Bởi vì sao? Anh Khò Cám này là cái người mà đã nói rằng là lúc đó là 12 giờ khuya. Đó, và nhiều anh hỏi nhưng mà anh ấy vẫn nói 12 giờ khuya. Nhưng em nó thắc mắc ở đây là tại sao một cái người nhân chứng quan trọng như vậy, mà cái anh Nông Dân và anh Giác Chúng ấy là hai cái người ủng hộ anh Tuấn Xà Lan, lại không đi quay anh này để có thể nói ra, để anh này nói ra sự thật. Bởi vì là em nói mọi người đó, nếu như anh đó mà còn ở địa phương thì chắc chắn mọi người đã tìm đến để quay rồi. Nhưng mà anh này đã rời ngay khỏi địa phương, bởi vì là biết rằng là sẽ có chuyện bất chắc. Bởi vì là khi anh nói cái điều bí mật gì đó, hay là anh ấy biết được thì sẽ có chuyện bất ổn xảy ra. Nên là bây giờ anh chị Hà có nói rằng là ai gặp anh Khò Cám ở đâu thì sẽ liên hệ với gia đình. Và gia đình bây giờ cũng đang đi tìm thông tin của anh này, là mong muốn là anh ấy sẽ phối hợp cùng với gia đình để nói ra cái sự thật. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là bây giờ có lẽ là anh Khò Cám là một cái người nhân chứng duy nhất. Bởi vì là chưa có một ai mà nói một cái lời nào đó giống anh Khò Cám, đúng không? Bởi vì là những cái lời mà chúng ta có thể nói rằng là như là dì Năm cũng nói là lúc đó là 12 giờ trưa, nhưng mà dì Mười thì lại đã là lúc đấy là xui, 12 giờ không có chiếc ghe chiếc thuyền chạy qua. Thì chúng ta mới biết rằng là ở đây á, từ lúc chị Hà mất đi, chúng ta đã thấy rằng là một cái sự việc mà nóng lên, đó chính là cái hôm tìm vật chứng. Thì chúng ta cũng đã gọi là nghi ngờ rằng ở dưới dòng sông đó nó phải có cái gì đó, ví dụ như là cây láp, bình ắc quy, hay là cái mỏ neo, hay là một bao sắt vụn, nhưng mà tất cả nó không có cái gì cả. Vậy thì em hỏi mọi người, vậy thì cái gì đã neo chị Hà? Mà trong khi đó đã tìm được một cái vật là một cái cây láp dài 4 tấc kèm theo một cái chân vịt nặng khoảng tầm 50 kg, mà chúng ta lại nghi ngờ rằng đó không phải là vật chứng, bởi vì cái chân vịt và cây láp đó nó không phải là cái cây láp và chân vịt trên cái máy mà 800 tấn của anh Tuấn. Nên là mọi người đã bác bỏ cái thông tin về cái vật chứng này. Vậy thì em hỏi mọi người là bây giờ cái thông tin chính thức là chưa có, bởi vì công an họ cũng chưa thông báo cho tất cả chúng ta biết, cũng như gia đình, là cái cây lát đó và cái cánh quạt đó, chân vịt đó liệu có phải là bằng chứng hay không, mà chỉ là nói rằng là vẫn đang điều tra. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là vụ việc này nó sẽ rất là khó để có thể sáng tỏ khi mà không có vật chứng, không có nhân chứng và không có manh mối mới. Gia đình cũng có nói rằng là hiện tại đang có rất nhiều cái thông tin vui rồi đó, nhưng mà bây giờ ấy, em nói mọi người ấy, cái quá trình để điều tra phân tích em nói mọi người là đã rất là rõ ràng, từ những cái câu nói, hành động, những cái việc làm của anh Tuấn, những cái sự nghi ngờ, nhưng mà đó vẫn chưa đủ. Bởi vì em nói với tất cả mọi người nó còn thiếu một số cái vấn đề bổ sung nữa, thì có thể trong 2-3 ngày tới thì vụ việc này nó bắt buộc nó sẽ phải gọi là sáng tỏ. Bởi vì là nếu như mà không có bị oan trái thì cũng phải kết thúc, và nếu như bị oan trái thì tiếp tục điều tra. Bởi vì em nói với tất cả mọi người là nó đâu phải là một cái vụ việc mà kéo dài được vài năm, nó bắt buộc nó phải là ở trong cái thời hạn 4 tháng, 5 tháng là phải kết thúc hồ sơ để có thể là đưa ra cái phương án cuối cùng. Gia đình bây giờ họ đang cần đây là cái gì? Chị Hà nhảy xuống sông vì 1 triệu. Đó, em nói mọi người là bây giờ chị Hà vì 1 triệu mà nhảy sông. Mà ở đây em nói mọi người là chị Hà nhảy đóng đẳng lên anh Tuấn rời cái xà lan đó, từ cái vị trí là 4 chiếc xà lan đậu cùng nhau để ra một cái nơi mà một mình anh Tuấn đậu. Em đang nghi ngờ ở đây là nếu như anh mà không có điều gì thì chả bao giờ anh phải tránh cái chỗ đông người để ra cái chỗ vắng người cả, đúng không? Bởi vì em nói mọi người nếu như mà anh mà không sợ cái điều gì đó thì không bao giờ anh phải ra chỗ vắng người, anh không có âm mưu gì đó. Bởi vì là em nói mọi người là tại sao á, khi mà anh rời xà lan đi, dì Năm cũng biết. Dì Năm nói là chị Hà điện cho dì Năm báo là anh Tuấn định lên cảng Mỹ Thới, mà dì Năm không cho. Vậy thì có nghĩa là chị Hà qua đời là dì Năm biết rất là rõ. Đó, em nói với tất cả mọi người là trong vụ việc này bây giờ là chỉ có anh Khò Cám là cái người mà đứng nói ra sự thật. Và cái người này thì chúng ta lại tin, là bởi vì tại sao chúng ta tin? Bởi vì những cái người mà quay anh Khò Cám này lại chính là cái người mà ủng hộ anh Tuấn Xà Lan. Mà sau này khi sự việc vỡ lở ra thì là họ lại không dám quay nữa. Nên là em nói mọi người rằng là chúng ta chưa thể khẳng định được 100% anh Khò Cám nói đúng, nhưng mà chúng ta có thể nói được một câu rằng có sự nghi ngờ là có căn cứ. Bởi vì sao? Bởi vì những cái người quay đó họ tiếp cận được anh Khò Cám này trước khi mà tiếp cận được anh Tuấn. Có nghĩa là không biết là anh Tuấn anh ấy có cái gì, hay là ăn nhậu với mấy cái anh kia để anh kia là mủi lòng để là ủng hộ anh Tuấn. Nhưng mà bởi vì anh Khò Cám này là cái người mà nói ra sự thật trước khi mà tiếp cận được anh Tuấn. Nên là em cũng nói với tất cả mọi người là có thể rằng là gia đình sẽ tìm được anh này. Trong tất cả những cái sự việc mà em đang quan tâm nhất đó chính là dựng lại hiện trường, chặt dây xuồng, bơi ra cứu chị Hà, và cái đoạn mà em nói mọi người là gọi cái anh gọi là đi xuồng nào đó để đi báo công an. Và sau đó thì anh Tuấn này đã bơi ra cứu chị Hà và gọi cho dì Năm, gọi cho Dựng Mười, gọi cho dì Mười, nhưng mà lại chỉ có Dựng Mười phá kết sắt. Em cũng đang thắc mắc cái vấn đề này cái việc. Bởi vì là ở trong cái vụ việc của anh Tuấn và chị Hà xà lan này, em cảm thấy rằng là bây giờ cái cách để mà đưa ra nhận định ấy, nó đã quá lâu. Bởi vì sao? Đã 5 tháng rồi, vật chứng thì không có, thì bắt buộc phải tìm những cái bằng chứng ở bên ngoài thôi quý vị. Bởi vì là gia đình cũng có nói rằng là ai có thông tin gì đó về cái vụ việc này ở sông Vàm Cống đó thì có thể là cung cấp về cho gia đình. Nhưng em tin chắc rằng là không có ai mà có thông tin mà rõ ràng như anh Khò Cám đâu. Bởi vì sao? Anh Khò Cám này đã lên 2 cái video mà do cái người bên ủng hộ anh Tuấn để lên clip này, cũng như là để nói rằng là đã thấy rằng vụ việc này là cãi nhau từ hồi chiều, hồi trưa đó, xong rồi tối là thấy bảo là đi báo công an rồi không thi kiếm. Thì em cũng thấy những cái lời nói của mẹ chị Hà có nói rằng là 3 ngày đầu tiên là anh Tuấn không đi kiếm chị Hà. Vậy thì anh Tuấn đã đi đâu trong 3 ngày đó? Em cũng rất là mong gia đình ở đây là sẽ phải tìm kiếm được cái chủ mà chở hàng của anh Tuấn. Bởi vì quý vị biết vì sao không? Anh Tuấn có nói rằng ấy là lúc đó trên Xà Lan có 560 tấn hàng. Đó, mà trong khi đó 3 ngày đầu tiên thì anh Tuấn lại không đi giao. Vậy thì em hỏi mọi người là 560 tấn hàng trên Xà Lan mà anh Tuấn lại không đi giao hàng lúc đó, mà anh Tuấn đi đâu? Mà 3 ngày sau mới quay lại mà hàng vẫn còn, mà cái sắt thì đã mở tung. Đó, em nói mọi người là nó có nhiều điều nghi ngờ lắm, mà bây giờ chúng ta không có bằng chứng thì không làm gì được, đúng không? Bây giờ cơ quan chức năng họ chưa công bố mà anh Tuấn vẫn là người vô tội thôi, bởi vì là chúng ta chỉ có nghi ngờ thôi chứ làm sao mà chúng ta dám gọi đưa nhận định được, đúng không? Bởi vì là ngay từ ban đầu em đã nói rồi, cái vụ việc này nếu như mà gia đình gọi là lúc đầu mà tỉnh hơn một xíu nữa thì sẽ tìm cái vật chứng ở dưới đó ra một lần nữa thì em nghĩ rằng là sẽ dính. Nhưng mà lúc đó gia đình mừng quá, cái vị tìm được thi thể chị Hà là nghĩ sẽ điều tra ra. Đó, nhưng mà lúc anh Vũ có nói rằng là có vết bầm đen thì bây giờ nếu như mà không tìm được anh Khò Cám này và không có kết luận thì bắt buộc là phải khai quật mộ. Đó, bởi vì gia đình có nói rằng là khai quật mộ là cái bước cuối cùng và có thể sẽ không phải làm, nhưng mà em nói mọi người nếu không đủ căn cứ thì có thể vẫn phải làm. Bởi vì đây là cái cách cuối cùng để có thể là đem lại cái sự công bằng cho chị Hà. Và gia đình của Kim Linh cũng có nói rồi là mong muốn anh Tuấn sẽ nói ra sự thật, mà anh Tuấn thì lại anh ấy lại nói rằng là anh không có ra tay sát hại với chị Hà. Khi mà ra cái chỗ mà giữa sông kia thì chị Hà còn là người cầm cái mỏ neo để vứt xuống đó để cho anh Tuấn anh ấy neo ở vị trí đó. Thì em hỏi mọi người là chả lẽ bây giờ hai vợ chồng cãi nhau vì tiền, anh Tuấn hỏi 1 triệu chị Hà không cho, rồi ra cái chỗ vắng người tự nhiên chị Hà lại đưa cho rồi nhảy xuống sông, đúng không? Nó rất là vô lý. Và cũng trong cái thông tin em nói với tất cả mọi người ấy, là khi mà anh em tìm đến cái chỗ mà xà lan của anh Tuấn để đậu, để tìm kiếm ấy, lặn mò ấy, thì anh Tuấn không cho tìm ở đó. Anh Tuấn lại đánh lạc hướng là phải đi tìm chỗ này, phải đi tìm chỗ kia, và báo mộng là ở bên dưới tận cả đảo Cồn Đài Loan gì đó, đúng không? Nhưng mà thực ra cho nó chúng ta biết rằng là anh Tuấn tìm ở vị trí đảo Đài Loan, nhưng mà trong cái tâm ấy, trong tâm hồn ấy, vẫn nghĩ về cái chỗ xà lan của mình. Nên là khi xà lan nổi lên, anh Tuấn nói là xem từ sáng giờ là bọn nó già quanh quanh xà lan mình á, rồi nó nổi lên ngay chỗ xà lan của mình. Thì em nói mọi người là chắc chắn là ở đây là anh Tuấn vẫn hướng về cái chỗ xà lan đó, và cũng có ông Dựng Mười ở đó để theo dõi sát sao. Nên là em cũng sẽ cố gắng để cập nhật những cái thông tin diễn biến mới nhất, xem là gia đình ở đây có tìm được những cái bằng chứng mới hay là có tìm được anh Khò Cám đó hay không, để đưa được những cái thông tin mới nhất cũng như là cung cấp cho tất cả chúng ta. Thì vụ việc này sẽ được sáng tỏ. Em sẽ liên tục cập nhật những cái thông tin mới nhất. Là khi tất cả quý vị và các bạn xem video này thì mọi người đừng quên bấm like, đăng ký kênh để theo dõi những thông tin mới nhất, và em sẽ thường xuyên cập nhật quý vị nhá. Video này xin phép dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người. Em đang ở trên rừng đấy mọi người. Em đang đi trên rừng đi kiếm anh Khò Cám nên là tranh thủ là quay cho mọi người xem luôn. Đây là đúng là một mình em ở trong rừng luôn quý vị. Đó quý vị xem này. Đó, một mình em ở trong rừng luôn quý vị nhá. Đây không có một bóng người. Là em cho mọi người xem này. Đây mọi người thấy chưa? Đó, ở đây là không có một người nào. Đấy, một mình em ở giữa cánh rừng này để đi tìm cái anh Khò Cám này, để có thể là cập nhật thông tin cho tất cả mọi người. Nên là quý vị khán giả thì nhớ bình luận ủng hộ giúp em nha. Rồi chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người. Chào mọi người.